Thưa quý vị, sau 30 tháng triển khai, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc được đưa vào sử dụng. Dự án trải rộng trên diện tích gần 6,1 hectare, tổng vốn đầu tư 1.590 tỷ đồng do tập đoàn Madison làm chủ đầu tư. Dự lễ khánh thành dự án vào tối ngày hôm qua 14 tháng 4 năm 2023, có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cùng đại diện các sở ngành của tỉnh và huyện Xuyên Mộc. Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm là tổ hợp gồm 52 căn villa 5 sao. Khối khách sạn cao cấp 5 sao 12 tầng có 163 phòng đều hướng biển, thiết kế theo những chiếc kén độc đáo sang trọng. Đi vào hoạt động, khu du lịch nghỉ dưỡng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại lễ khánh thành dự án, lãnh đạo tập đoàn Madison đã trao tặng 250 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 250 triệu đồng cho Quỹ nhân ái huyện Xuyên Mộc.